Xin chào mừng các bác quay trở lại với kênh của Minh Vũ Audio. Và cập bến trong ngày mưa bão thì em về được 4 con quả ninh nguồn. Hôm nay thì chỗ em đã có điện rồi, nhưng mà cái sóng wifi thì cũng chưa có. Còn sóng điện thoại thì lúc có lúc không. Đây, hàng vừa nãy mới về được 4 con quả ninh nguồn thì em sẽ lên sóng quay, tranh thủ lúc nào có mạng thì em sẽ đăng cho các bác xem. Và bốn con này thì hàng bãi rất là đẹp, và em cũng sẽ bán cái mức giá giao lưu cho anh em, một mức giá rất rẻ. Đầu tiên thì em sẽ quay hai con BES, dòng thương hiệu của Đức nhá. Con này thì vừa nãy em có tháo lắp, nó chưa có lau chùi cả, nguyên bản luôn, rất đẹp, rất đẹp các bác nhá. Anh em sử dụng gia đình cũng như là đi làm sự kiện hay là phòng hát, đối với những dòng quản lý nguồn như này thì các bác chơi không phải suy nghĩ, toàn bộ đều là hàng xịn hết và có lọc điện sạch nhá các bác nhá. Đối với hai con BDS này thì em sẽ quay qua một chút về cái hình thức mặt đằng trước. Đây nhá, mặt đằng trước là rất đẹp nhá. Có hai ổ cắm ở đây, hai ổ cắm mặt đằng trước này. Đây, để automat này. Automat nó to khủng khiếp luôn. Rất là nặng luôn các bác nhá. Đấy. Đó. Khi mà có vấn đề gọi là sự cố áp sẽ nhảy luôn. Đấy, chống giật rồi chống chập cháy. Có màn hình báo nguồn điện đầu vào. Đấy. Còn đây là có công tắc bật tắt khi mà chúng ta sử dụng ổ cắm đằng sau, bật tắt theo thứ tự nhá. Xem tắt mở theo thứ tự. Đây công tắc này, công tắc bật nhá. Còn hai cái đường này là cái đường cắm hệ thống đèn. Đấy, linh out và linh in. Còn đây là mỗi một cái đường đằng sau ổ cắm đều có thể tắt bật riêng cho từng cổng một. Còn nút này là nút bypass, khi chúng ta ấn vào đây thì toàn bộ hệ thống bật tắt theo thứ tự nó sẽ không còn hoạt động nữa. Là nó sẽ gọi như một cái ổ điện, các bác cắm phát là nó mở lên luôn. Cái này thì chúng ta có thể không bật. Đấy, còn đây là cái đường cắm USB để chân sạc điện thoại hoặc là cắm đèn. Đấy, đây là công tắc của nó để bật nha, bật cho cái đường USB này. Còn đây trong máy. Đấy, máy thì quá chất rồi. Bên trong thì toàn bộ từ những cái dây dợ linh kiện, hai quả dây to vật vã. Những dây này cái sợi đồng nó rất là to nhá. Đây này, cái này là cái hệ thống lọc nguồn điện sạch, toàn bộ là của Đức hết nhá các bác nhá, toàn bộ của Đức hết này. Đó, mới choang luôn. Đó. Đằng sau thì tổng cộng có 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ổ cắm các bác nhá. Máy tất cả zin nguyên bản nhé các bác nhá, máy tất cả zin nguyên bản. Đây, anh em cắm thao ổ cắm nhá. Và những cái dòng hàng xịn này thì anh em cắm rất là chặt, ổ cắm đa lăng nhá, cắm gọi là chân ba chân, bốn chân các kiểu còn là điều nhá. Đối với dòng này thì để anh em đấu nguồn điện vào đây nhá. Đây là chân mát này, còn đây là cái đường điện lưới nhà chúng ta đấu vào nhá. Điện áp là 220 đến 240 V, lại tần 50 đến 60 Hz. Đấy, có hai con đều rất là đẹp các bác nhá, hai con đều rất là đẹp luôn. Đó, các bác thấy chưa, rất đẹp nhá. Và hai con này em sẽ báo giá luôn cho các bác với mức giá là 2.900.000 một con các bác nhá, 2.900.000 một con. Đấy, máy hàng xịn các bác nhá, một con máy hàng xịn và với mức giá như này thì nó thật các bác chỉ bằng một cái con máy hàng OEM, hàng mới, hàng đặt. Đấy, ở trên thị trường người ta đang bán những con chất lượng thì không thể bằng những dòng này được. Và tiếp tục một con để em quay cái con này trước đi. Đấy, con này thì về cái hình thức mặt chỗ này nó có bị nứt một tí nhá, anh em thích về gắn keo gắn kiếp vào thì mình gắn vào nhá. Đó, cái automat cũng rất là khủng bố luôn. Đó, có nguồn điện báo đầu vào đây. Đấy, đằng trước có một ổ cắm nhá. Đây cũng hệ thống tắt bật theo thứ tự này. Đây, cái này cái đường cắm đèn, cắm sạc, công tắc bật. Đó, rất đẹp. Bên trong máy thì gần như là mới cứng rồi, mới choang luôn các bạn. Các bạn nhìn con này nó rất là hầm hố luôn.
hệ thống của con này thì nó sử dụng những cái bộ lọc nguồn điện sạch là những cái này, đây các bác nhìn, đó, đây những con nguồn điện sạch. Những con này thì nó sử dụng cái con như kiểu con biến áp to rất khủng bố đây. Con này thì nó từng con nhỏ nhỏ như này. Máy dòng này thì nó rất là chất luôn các bác nhá. Con này thì tất cả các thứ bên trong thì không có gì để mà quảng cáo nữa rồi. Nó quá là đẹp, quá là mới. Về đằng sau. Đằng sau con này thì 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cổng cắm đằng sau. Đấy, anh em luồn dây điện vào đây nhé. Anh em luồn dây điện vào đây. Đồng đấu về đằng trước này. Dây điện vào đây đấu với cái automat này. Đấy, luồn dây điện automat này rất là chắc cú luôn. Đấy, quá ngon luôn. Còn đây, đây là cái đường đèn đóm vào đây. Anh em sự kiện đèn đóm này đấu đinh sang điều khiển nha. Tem vào đây con nào nó bung ra đây. 220V. Dính ở đâu em biết. Ấn tạo vào đây đi. Con này thì em sẽ bán mức giá cho các bác là 3 triệu 650 ngàn các bác nhá. 3 triệu 650 ngàn. Một con máy nó bán chất. Đường con hãi như này thì giá nó rơi tầm 6 triệu. Đó, nhưng mà em nhập được cái giá nó rẻ, bán cho các bác mức giá chỉ có 3 triệu 650 ngàn đấy các bác nhá. Tiếp tục một con nữa. Con này thì cũng có hệ thống lọc nguồn điện sạch nhá. Máy rất là chất luôn, đều là máy hàng bãi xịn hết các bác nhá. Đều máy hàng bãi xịn. Đây con này thì nó có dây nguồn đấu luôn. Đằng sau là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ổ cắm. Anh em nhá, dây nguồn to chà bá luôn. Đây. Con này thì mặt đằng trước rất đẹp luôn nhá. Rất đẹp luôn. Đấy, có hai ổ cắm đằng trước báo nguồn điện đầu vào. Hệ thống tắt mở tự động. Đấy, hoặc là tắt mở riêng. Cắm đèn USB ở đây. Công tắc bật tắt. Con này thì nó có hai cái hệ thống automat. Có nhá. Đấy, hai hệ thống automat. Rất là xịn sò luôn. Cái trên cái dưới. Đấy, cái trên cái dưới cái áp này bình thường cũng rất là đắt các bạn. Hệ thống áp của nó này. Anh em nhìn này. Đó. Con này automat bình thường là cũng còn một con áp này rất là đắt các bạn. Con này thì em sẽ bán cho các bác giá chỉ có 2 triệu mốt thôi các bác nhá. 2 triệu mốt. Giá rất là rẻ. Anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình con quản lý nguồn hàng bãi xịn. Mức giá hàng rẻ này thì liên hệ cho Minh Vũ nhé. Rất lâu rồi em mới nhập được những cái con quản lý nguồn hàng xịn mà mức giá nó rẻ như này. Mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Minh Vũ qua số máy em để ở phần tiêu đề nhé. Chào các bác.